Chiều nay 8 tháng 8, dưới sự chủ trì của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng năm 2024. 7 tháng năm 2024, kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,56%, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 11,25%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 18,67% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với 32 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 19 dự án với tổng giá trị hơn 1 tỷ 756 triệu đô la Mỹ và gần 27.400 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ. Thu ngân sách 7 tháng qua đạt 55 tỷ 483 triệu đồng, đạt 62,72% kỳ quyết năm 2024 đề ra. Văn hóa xã hội được đảm bảo, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân được tỉnh chú trọng. Tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 7 tháng năm 2024. Để hoàn thành và vượt mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập thể Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh phải thống nhất, chủ động, phối hợp chặt chẽ, phân công, phân cấp rõ ràng, có kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.